tiếng Nico và các bạn, em sẽ bắt đầu bài thuyết trình về cái giỏ mai của tụi lớp em. Là trước tiên thì lớp em đã chọn 12 con hồng để cắm lên giỏ mai này. Và con số 12 đối với chúng em là một con số thật sự ý nghĩa. Người ta mà nói 12 thì tôi ứng với 12 con giáp, rồi có 12 vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Còn đối với tụi em thì 12 là 12 năm học, 12 năm đèn sách, 12 năm để cho chúng em trở thành người. Còn bông hoa sen thì tượng trưng cho cái tấm lòng và công sức của các thầy cô. Sở dĩ các thầy cô cũng thắc mắc tại sao chúng em phải cắm bông hoa sen ở lệch một bên mà không phải là ở giữa các học sinh. Đó là tại vì tụi em muốn gửi gắm cái ý tưởng đó là các thầy cô là những người hy sinh thầm lặng, chịu khó và đã ở dưới để nâng bước cho chúng em lên trên.